Hồi nãy phát thì hôm nay làm trễ cho đến nỗi mà không kịp, cho nên là Hương để mọi người đi trước, Hương ở nhà Hương đợi nồi cơm. Ở cái mà nhà nó không thấy gì. Xong rồi cái quên hết mọi chuyện, quên để phần cha lắc, thế là bán hết trơn cá chiên luôn. May mà ở nhà Hương còn thịt ba chỉ luộc. Đó, bữa nay Alex được ăn một món thôi, cái xóm của Alex được ăn một món thịt ba chỉ luộc thôi, thì được ăn nhiều lắm, nhiều lắm, anh đã đợi luôn. Anh Quang nó lâu quá chưa được ăn cơm ngon. Thịt ba chỉ luộc là ăn cơm ngon đó mọi người. Rồi hôm nay bán xong xuôi là 3 giờ. Mà Huỳnh nói là mình nấu 40 món của Mỹ cho người ngoại quốc á. 50. 40 à? 50. Thiệt không? Ở đâu ra mà 50? Chỉ xíu đếm mà 4 có 40 à? Mà cơm mình trang cơm cho nó. À ok, chị không nói chuyện đó. Mình nấu tất cả là 40 phần cho người Mỹ. Coi như là để nhà 6 phần để cho mấy bà bạn của Andy ở Capital mình đem ra đó là thê là 35 phần. 35 phần mà Huỳnh nói là bán hết sạch. Xong cuối cùng người ngoại quốc họ đến nhiều quá phải lấy cơm. Tại hôm nay mình dư cơm. Lấy cơm cái chan nước pasta vô. Hôm nay mình nấu pasta với tôm. Thế là chan nước pasta tôm vô bán cho họ. Huỳnh bán được thêm được 10 phần nữa. 20 phần á. 20 á. Vậy là người... Lắm. Vậy là người ngoại quốc thiếu tới 35 với bán thêm 20 là 55 á. Thôi tuần sau chị sẽ nấu 50. 50 ngoại quốc, 50 Việt Nam. Người Việt Nam thiếu 50 phần là vừa. Hôm nay là vừa phải không? Có thiếu người Việt Nam nào đến mà không có không? Ờ. Vậy là đủ, 50 là đủ. Nhưng mà đồ của Mỹ thiếu. Em bê cái rổ xăng ra cho chị chưa? Chị để trên bàn bếp á. Cái là coi như là đồ Việt Nam 50 phần thì đủ. Đồ của ngoại quốc 40 phần thì là thiếu. Huỳnh nói là lấy cơm bán cho họ. Hôm nay dư cơm, Hương nấu nhiều cơm quá hay sao á. Thế là lấy cơm bán cho họ được thêm 20 phần nữa. Vậy là Hương sẽ... tuần sau Hương sẽ nấu 50 phần đồ Mỹ, 50 phần đồ Việt Nam. Cái mua cái bịch đựng rác, cái bao trắng trắng á, mua cái bao trắng trắng á, túm lại á, cái dây keo túm lại treo nó đựng rác, dọn sạch sẽ rác cho ta treo có đủ. Ok, mà thì là mai chị đi Costco chị mua. Tuần này là hết nhiều thứ lắm, hết tô nè, rồi hết túi ni lông, bún đĩa thì còn. Hết tô, hết túi ni lông. Hôm nay là em có thay bình ga không? Đó. Có hả? Nó hết hả? Nó tắt bếp hả? Đó. Ok, vậy là hết một bình ga. Nhưng mà mình còn bình. Mai mình lại đi đổ hai bình nữa. Mình về mình đợi. Ngoài nó cạn luôn rồi mình lấy ra. Chừng nào nó tắt bếp thì mình lấy ra. Cho nên, tại vì ở trong đó mình còn ga. Đi mà để quên cái rổ đồ ăn giá lắc để quên ở nhà giờ chạy về lấy. Đừng để trên bếp. Này dục quá. Ừ, dục đi. Này dục quá. Ừ. Này dục nữa, này dục quá. Mấy cái hộp thuốc lá hết rồi dục đi. Trên tao hút, dữ không? Không. Không biết nữa.
nay Hương đếm ra 50 cái tô giấy để mà mọi người bỏ canh và ăn á. Cái là tại vì trễ nãy quá, cái là Hương đang tắm trong phòng tắm, cái Hương nói vọng ra, Hương nói thôi đi hết đi rồi chút nữa Hương bê cơm Hương đi sau, cái mọi người đùng đùng lên xe chạy đi hết để quên lại cái đám tô. Lúc Hương ra Hương cũng chẳng nhớ đám tô nữa. Hương đang làm cơm cắt ớt xong cái Hương cũng chạy tới thấy mấy người không có tô. Thật ra là Hương ăn là Hương không cần cái tô đựng canh. Hương ăn cơm với thịt heo luộc xong ăn cái chiên xong ăn hết rồi cái là Hương mới đổ canh vô Hương ăn sau. Và là Hương cũng chẳng cần cái tô, nhưng mà Hương biết là có người cần cái tô, đã đếm 50 cái xong để ở nhà luôn. Chị để 50 cái tô giấy ở trên bàn, em có thấy không Huỳnh? Mọi người chạy đi để lại 50 cái tô giấy, mà lúc chị ra chị cũng chẳng có nhớ nữa. Chị ra chị cắt ớt xong chị cầm chị đi. Có dưa ớt không? Ừ. Em dọn bàn em thấy dưa ớt hả? Bây giờ ghé xuống cho chỗ Alex. Chỗ Alex được ăn nhiều thịt bà chị lắm. Thịt bà chị rất mắc, 5 đồng rưỡi. Tại Hương mua nguyên tảng luôn, tảng bự cho nên là 3 đồng rưỡi thôi. Thường thường mình mua thịt ba chỉ về mình làm thịt heo quay xong cái mình ăn ngon lành không? Ở ngoài mà coi như 3 đồng rưỡi một bao nếu mình mua một tảng lớn. Còn nếu mình đi ra tiệm mình mua thịt heo quay bây giờ Hương không biết mười mấy đồng nữa, 15 đồng một bao thôi sao? Trời ơi, mình làm dễ mà mình làm ngon hơn tiệm nhiều. Huỳnh ơi, cái vòi da của chị nó giòn. Cái da ở ngoài tiệm em ăn xong mà nó dai nhằn 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 vậy đó. Mình ta ăn từ xưa giờ rồi. Hôm nay có chị làm ngon, người ta phải bỏ tiệm bán làm cái gì? Em biết tại sao không? Người ta nguyên một cái con, người ta không biết đường làm. Nó không có lọt vào trong cái air fryer. Hiện giờ mọi người ai cũng làm được cái thịt quay hết, tại ai cũng có cái air fryer. Cái lò nướng gió. Air fryer có gì dục rồi. Cái lò nướng gió, còn nếu mà lên nướng thường trong bếp không giòn. Hình như là chưa có ai làm được cái lò nướng gió bự cho tiệm heo quay á, cho nên họ làm vẫn không giòn. Còn mình chỉ làm giòn trên thế gian này. Nắm người nó nằm đường nó sắp mệt rồi. Linh bà tưởng chị xíu là chị vậy sắp 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 với người rồi đụng lưng chị xíu, cái đó đâu có phải chị ơi đâu, làm ơn cái đụng. Bữa nay mà Linh có tới ăn không? Chị có nhắn tin cho ông gió, ông gió nói rằng là em đang ở nhà thương, lại vô nhà thương nữa rồi, gió bị bệnh gì đi nhà thương miết. Vậy là bà Linh tới ăn mình á, ông Tửng đang đi kiếm bà Linh. Hollywood, ông Tửng đi kiếm Hollywood. Hôm nay có ai không ra không em? Có anh vợ chồng Huyền không ra, Simon không ra thôi phải không? Anh Tuấn có ra, cứ kêu anh Tuấn đem về cho anh Quang không vậy trời? Quang nào? Anh Quang ở chung với anh Tuấn á. Rồi có ai đây, ăn đem bao giờ rồi. Trời ơi, rồi quên rồi. Ai mà nhớ chị làm cái phát mình. Để mai mốt chị nhắc anh Phương. Thôi nghỉ bóng ra ăn không được ăn. Anh Nguyên có qua bê về cho anh Hòa luôn. Tại mình phát, cái đó cái ông kia ông kêu ông đi phát đó, mà nếu mình muốn phát thì bắt đâu có đủ. Mình phát cái số này thôi, chứ số này chọn không này. Tại ông đi đâu, ông nói chọn mấy phần ông bê đi tới ông phát. Ông cần, ông cần thiết. Được. Nó phát cho có người, những người có mặt ở đây. Tại vì chị nghe nói rằng là còn có vài phần Việt Nam mà còn nhiều đồ Mỹ, cho nên chị nó kêu ông bê đi luôn đây để mình đi về. Về gì trước phải không? Đừng phát tay cái tầng luôn. Ừ. Không làm như vậy. Tại muốn ăn đâu kệ, để ông đem ra sao đây. Mệt. Mình chỉ người những người trước mặt, những người ở suối đó. Ừ. Mình phát cái người xuống đó, mình không phải đi đâu mệt mỏi mà đi phát 300-400 phần không đủ nữa. Ừ. Mình làm được khả năng mình làm được bao nhiêu mình làm chứ đâu phải mình phát cho tất cả những người ra cư đâu. Ừ. Chứ chị đi em dắt chị đi 400 phần thì làm không đủ nữa. Ừ.
khả năng mình bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu, đâu có phải là ok. Mà mốt ông hỏi nó thôi, tôi đủ ở đây thôi. Mình chỉ phải cái chút xuống này thôi. Ừ. Còn khả năng của mình nữa, mình bây giờ đi thẳng tay là 400-500 người có đó. Ừ. Nhưng mà hôm nay ở đây cũng đông em, người ngoại quốc vậy là hết 55 người đó. Mình 35 phần của mình phát hết, xong mình lại lấy thêm 20 phần cơm ra mình chan là 55 phần rồi. Còn sao chị nấu 50 phần spaghetti. Chó của thằng đó như bị bắt rồi sao con có cũng sao đầu cháu đầu nó hiện không? Vậy hả? Nó có hai con hả? Ờ con cũng sao đầu nó cho nó tội lắm. Chị đưa nó bé ra cái ngồi nó giỡn cục đá cả ngày vậy đó. Ừ. Khi nó con cục đá cho chị nó kêu chị chọi cho nó hiền khô rồi, nó bự con nó hiền khô rồi. Ừ. Nó bao giờ nó cắn ai chẳng bao giờ làm gì ai đó. Rồi cái bà chằng kia thì không thấy ha? Không thấy chắc bị bắt rồi á. Ôi lúc đó chị không hỏi nó. Hỏi làm gì vậy? Có ai hỏi hay sao rồi nó trả lời sao chị quên rồi. Chị lo cắt tóc chị không để ý. Thường chó mà cắn người ta là gọi cảnh sát đi kiếm nó bắt à. Nhưng mà chó say mình đâu đã bị bắt. Mà nó chắc trốn. Ừ. Có vụ dính chó trốn. Em người ta em quạt nó. Nó nói với con mà làm như vậy nữa hai cha con mà phải trốn nó nuôi chú ngủ dưới đây chỗ đó. Cái là nó hết hả? Hết nó làm nữa. Nó hiểu hả? Ừ, làm. Nó nói chê, chà, nếu mà cắn nữa đóng cửa lên hết rồi này. Nó đang đóng hai cửa sổ luôn. Nó đi cắn người nữa là hai cha con phải đi trốn, thế là nó thôi. Rồi. Đem đồ ăn thôi. Thôi khỏi đem, kêu nó lên lấy. Thôi bê xuống. Ủa cha, Quỳnh ơi, xe chạy, mau. Khiên đồ xuống từ từ. Sao vậy? Không biết phần. Ông Hùng nữa. Hùng đâu có, ông qua đây đâu. Sao ông nói chị làm thêm ở nhà con mà. Anh hai có khỏe không? Có khán giả gửi đồ cho anh hai. Giờ khiên đồ đó xuống trước đi rồi khiên cơm sau. Đó, khiên xuống trước đi rồi khiên cơm sau. Lên lấy cơm, sáng giờ ăn gì chưa? Trời ơi, có cơm thịt ba chỉ luộc ngon hết sảy luôn. Xong chị đem nước mắm ba cua nữa, em ăn em mê luôn. Rồi khiêng đồ xuống trước đi rồi, rồi chạy lên khiêng đồ ăn. Đó. Em bê thùng nước đi mình, em bê thùng nước cho lát đi. Đó, đồng đồ ăn chứ. Đâu có ăn gì không? Hả? Ở đây. Hả? Thôi để ở đây đi. Rồi muốn thì chị về nhà chị lấy. Thôi. Hôm qua tới nhà hàng tại sao không chịu tắm? Trời đất ơi. Đi là phải tắm luôn. Rồi kiên đi, 2-3 kiên đi.
đó. Tại sao hôm qua tới nhà hàng không tắm luôn? Ờ, tại vì tắm rồi. Rồi giờ ngồi xuống ăn đi. Ừ. Ngồi xuống ăn đi. Ăn hả? Ừ, ngon lắm á. Chị làm nước mắm ba cua. Đó có gì cái đó gì chị không biết nữa. Có ba tô căng. Ai xào rau đây? Em cái nhân. Ủa chà, trời ơi, ông hùng hùi á. Ổng với lại ăn phúc nữa, ba phần á. Ừ, ăn đi, ăn cơm đi, để cho ông ngủ chứ ông dậy ông ăn xong. Đang nấu gì ngoài bếp á? Cơm. Thiệt á, ông giỏi vậy. Nấu cơm ăn với lại cái rau xào đó đó hả? Đó, ba ông. Cái Eugenie. Ờ, Eugenie. Đó. Mỗi phần có một cái chén nó mắm ba cua. Rồi, một chén căng. Ừ. Phải luôn. Cái gì? Rồi. Rồi em ăn đi. Tại hai ông kia sao? Hôm qua tới nhà hàng vui không? Cũng vui. Tự nhiên nhớ hàng cái là đứng dậy đi ấy hả? Chạy tới nhà hả? Chết rồi, quên em cái nĩa rồi. Có nĩa không? Không. Chết chết. Có. Ờ. I mean the sensor. Ờ. Đổ căn ra đó, có hai chai ớt, can ớt không? Đó, bỏ vô chén nước mắm á. Bỏ chén nước mắm ra đi, cho nó đổ vô cơm á. Rồi. Hôm nay có đi làm cô Hoa không? Hôm nay không. Ồ, mai có đi làm cô Hoa không? Mai. Ừ. Để cái căn xuống đây đi, chút mình ăn căn mình hẳn lấy, bỏ ớt vô trong đó rồi chấm nước mắm ăn. Ồ, thích ăn căn hả? Rồi bỏ căn lên đi. Đó, Alex ăn từ từ. Đổ hai. Trời đất ơi, bữa nay đi tu ly chị làm tô để cho mọi người ăn căn. Xong đổ ra, xong đổ ra. Để vậy sao ăn? Ôi. Xong rồi cái chị quên để mấy cái tô ở nhà hết. Vậy là hôm nay mọi người không biết họ ăn ra sao nữa. Có gọi ông Hùng về ăn không? Hay để cho ông ngủ? Ông ơi, tôi về ăn kìa. Ông ngáy hả? Không. Về ăn đi ăn hai. Cơm rồi. Cơm thịt ba chỉ luộc, chấm nước mắm ba cua ngon mê, chết mồ luôn. Có nước căng nữa nha, có nước sáo nữa đó. Ông Alex ông giỏi gớm, ông đang ngồi nấu cơm. Khỏe không chị? Khỏe, em khỏe hơn. Khỏe. Rồi, khỏe là được rồi. Nĩa nè. Chà, ông có nĩa mới rồi, cả đống luôn. Lại cái em thiệt không? Trời đất ơi. Vậy hả? Giờ là ông về lại đây bên này hả? Ồ, ông ở bên kia, chỗ chị Thủy hả? Có cái kéo không? Không cái kéo hả? Ai là cái gì bên đó? Vậy là giờ anh Phúc ở bên chỗ chị Thủy hả? Thôi nhưng mà ông lấy đồ ăn cho ông đó cũng mời đó không có anh em ơi, chị không biết là ông làm sao ông sống nữa. Ông ăn cái mặt vậy hồi ông dục. Ông dục hả?
ông bị cái gì vậy chứ sao ông sống em? Ông không ăn trời đất ơi, không ăn đâu, kỳ cục vậy ta. Rồi dầm ớt ra nước mắm xong rồi chấm thịt ba chỉ ngon lắm. Nhưng mà ông đó ông ăn chay phải không em? Ông ăn chay hả? Anh Phúc á, dầm ớt ra chấm thịt lên ở chấm chỉ chứ còn gì nữa, kiểu mới mà. Mày dựa vô cái này giả chiến thôi, đừng dựa vô cái té luôn. Đâm xuống suối luôn đó. Trái chiến thôi. Rồi ăn đi em. Có ớt ở trong cái chén nó căng cái hồn. Hai trái. Em có ăn ớt không? Ừ. Có ăn ớt hả? Ăn ớt dầm ra giống ông Malak nè, ăn cho nó ngon. Thì ra đồ hết cái đó cho ông Malak chứ. Rồi Alex sắc xuống rồi. Có một bịch đen đen với một bịch nước rồi thôi. Cay không? Cay dữ lắm á. Thế à, lát làm chén nó mắm mà lát hấp dẫn không? À, giả, giả, giả ớt ra đàng hoàng. Ở trong cái chén căng em cũng có hai chén ớt á. Rồi ăn đi em. Ăn đi. Anh Phúc đi chơi chưa về hả? Mới đi hả? À? Đang ngủ đó. Hồi xưa chị còn trẻ là chị cắn ớt trái, cắn 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 mấy trái luôn á. Bây giờ hết ăn nổi rồi, bây giờ ăn hơi vô chút là nó nóng bụng chịu không nổi. Bây giờ cũng có ăn mà ăn ít ít thôi. Trời ơi lại thêm nữa, bữa nay đi đi tu ly chị dặn Huỳnh lấy mấy cái nĩa, mỗi một chén là có cái nĩa cái muỗng, ông Huỳnh không quên lấy nĩa luôn. Rồi sao người ta cho chấm thịt chấm nó mắm chị cũng không biết nữa, thiệt rắc rối. Cái gì? Ngon không? Thịt luộc ngon không? Ngon. Béo toàn là mỡ không cho nên nó mới ngon. Không phải là mỡ nhưng mà một miếng mỡ miếng nạc ba chỉ á, ngon thấy mồ luôn. Em có ăn ớt không Hùng? Ừ. Ở trong này nè, có hai chỉ ớt nè, nhấc cái này lên. Lấy rồi hả? Cái chén nước mắm mà lát làm không hấp dẫn không? Anh lấy hai chỉ ớt, anh lấy ngồi từ từ dầm ra. Xong rồi chấm nước mắm mà. Vậy mai có đi cô Hoa làm không? Thôi đi làm cho nó xong nhà cô Hoa đi. Làm có tiền sướng đấy mò. Bữa giờ cô Hoa trả được bao nhiêu tiền rồi anh? Alex. Cái gì vậy Hoàng? Trời ơi Alex ơi, bữa giờ làm cô Hoa trả được bao nhiêu tiền rồi? Hả? Bao nhiêu? Bữa giờ cô Hoa trả được bao nhiêu tiền rồi? Ồ chưa đưa hả? Vậy là làm chưa xong rồi. Làm xong đi cho cô Hoa đưa mớ tiền. Sướng thấy mồ luôn. Đã có số là được rồi chỗ nên. Đầu này giờ có tiền mua cũng không được nữa. Ở đâu ra? Thấy hai ông này ăn ngon miệng ngồi coi. Ngồi câu view hay không? Mà trò rồi đừng đi con kia. Ờ hai mà trò. Cái này là cái chòi của An Phúc Cao. Này sao khi kiếm gỗ vậy này bỏ. Cái dựa cái. Phúc Cao. Còn An Phúc Cô Tây là qua bên chị Thủy ở hả? Đang nằm cái kia. Ở bên chị Thủy hả? Hay là chỗ đông rác Huỳnh? Anh nằm đây nè, ngay cái tàu nè. Ờ, là chỗ chị Thủy á. Vậy là ông ở gần em á Hùng?
em đi cho mấy miếng giấy coi chừng hôm bữa chị bước lên miếng giấy chị té cái rầm á. Hôm qua xong ở nhà hàng ngủ luôn, ở chơi mấy ngày. Lâu lâu thấy nhớ hàng chạy về thăm hả? Đi bộ tới nơi luôn. Hàng cái gì? Thiệt không? Hằng bây giờ bán hàng bận rộn lắm Hùng ơi. Hằng nói với chị là Hằng làm mà tới đêm khuya 2-3 giờ sáng Hằng mới ngủ, làm việc không hết luôn. Bán đồ. Bao nhiêu người giúp rồi làm rồi tùm lum hết không hết luôn. Sao em nói sao? Bà đâu có xuống suối lâu lắm không thấy bà. Dính liếu xin ly sang quýt hả? Ở như bà có làm ăn không không? Đâu có. Đó. Đó hồi đó khó, không có. Ly sang quýt thì thằng đâu có dính gì tới. Chà ơi, được dính tới đó phước rồi, tiệm nó lớn lắm á em. Dạ quá. Cái chợ nữa nữa. Chợ ly nữa nữa. Bà ly dạ. Sao không ăn cái rau xào này? Cải xào gì á? Bây giờ anh Khôi có đem đồ ăn xuống cho không? Có không? Anh đưa Khôi có xuống không? Ồ có hả? Ở gần là anh Khôi đi bộ miếng, anh Khôi đi ngang. Huỳnh ơi! Thôi đi về! Rồi ngồi coi hai sư phụ ăn xong rồi giờ chị đi về nha. Ok, thứ ba, đáng lẽ thứ ba tuần rồi chị đem xôi chè xuống xong chị quên, chị bán hết trơn luôn. Tuần này để nhớ để phần lại rồi mới đi bán xôi chè. Rồi thôi chị đi nha. Rồi thôi đưa ăn đi. Ai mà trời nắng trắng bữa ăn đi, không cần đưa đón gì hết đó. Chị về Hùng ơi, ba em luôn nha. Cảm ơn anh. Trời ơi, chén nước mắm Hùng cũng hấp dẫn dữ chưa. Rồi, thôi chị đi nha. Cái đó là cái đồ ra làm sao? Mà em nói mua không có. Ờ, biết rồi. Đâu anh Phúc đâu? Thiệt hả? Trời ơi, giờ không dọn qua đâu không ở. Trời ơi, đâu có ở trên chỗ chị Thủy đâu, ở dưới đường. À, có anh Phúc hả? Đây là thấy anh Phúc không? Rồi mở, thấy đó, ông nằm ngay đó. Em đứng xuống kia sẵn không? Đó, trời ơi. Có ai khiêng miếng nệm, miếng gì dục ở đó, thế là ông leo nó, ông nằm. Anh tự nhiên chứ ai khiêng dục đó. Chắc là anh khiêng ha. Đó, anh Phúc ở ngay đó. Khiêng xuống đó nằm ngủ luôn. Trời ơi. Ta đi. Thôi, quay xuống rồi, cái xuống rồi, nếu về xuống cả nhà sạch không? Ờ. Thấy tôi hoạt không? Ừ. Thì nó bán mất nhiều xíu thì con gan tay làm gì? Ừ. Này phải nhổ được. Tôi có lực để nhổ. Anh Lan nói sáng giờ chưa ăn gì. Ăn xong rồi ăn căng nữa ngon. Em lên ông lục xe mình coi thử có quên món gì của anh Lan không nha. Có gì đâu, nhiêu đó thôi, có gì. Hết rồi phải không? Bịch nước với làng bịch đen thôi phải không? Trời ơi.